mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lấy lời khai, xác minh nhiều đối tượng liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác của lực lượng công an, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, xe công ty cổ phần Đại Nam. Trả lời câu hỏi này của phóng viên báo Người Lao Động, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài việc khởi tố 4 bị can này, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai nhiều người khác. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thượng tá Trần Thị Kim Lý thông tin, nội dung vụ án thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người. Bên cạnh khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân như ekip hỗ trợ kịch bản, nội dung cho bà Hằng, chửi trên sóng livestream, làm việc với các YouTuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng lên sóng, làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni, công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng cùng một số người khác cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng.